Ê, chị lẹ lắm. Chị lẹ lắm. Sao không sao à? Sao không có cái này. Bây giờ chúng ta sẽ để 526. Ai cứu Chanel của em đẹp. Chỉ phải ngồi ngoài đường như này. Cắp tâm. À, nhưng mà sao không đẹp lắm rồi. Đã chê em xấu hả? Ừ. Đây, tớ cũng đang quay phim, bạn quay tớ hả? Anh chào em đi. Anh chào em nhá. Chào mừng bạn đến với vlog của tớ nhé. Đây là hai cái vlog trong hai cái vlog. Dạ. Nhưng mà cái chỉ cũng phải cho 20p thôi. Anh xin về từ vlog đúng không? Tại từ giờ chứ để em chẳng quay lại đến khác. Nhưng mà em thích lắm. Dạo quần. To lên clip lúc nào em cũng nhẹ nhàng ấy. Mà ngoài em không được. Không có đâu. Em ở ngoài em clip như ngoài em nhẹ nhàng mà. Thế hả? Rồi tắt. Không bắt được ai rồi. Bờ. Ta sẽ lên đường thôi. Nào Hồng Ngọc, xe đã đến rồi. Nào, mình cũng bắt đầu thôi. Trời ơi, ta hỏng kia kìa. Ta không có ai người yêu, không bao giờ phụ vắng. Không bao giờ có một cái bao nhiêu luôn á. Trời ơi, đi. Khai đi. Ôi, xì mà. Thật không thể điên được. Không thì chúng ta và các anh chị em em hỏng hết. Nên mình phải chia cái này nhé. Nó chết cả tiền là mình á. Ôi không, còn ra vé lại đến từ đâu. Ai là thế? Đi bộ nó tập. Em đi con nắng đi. Em bảo em xấu á. Tóc cháy quá. Chúng ta đang tự quay vlog cho nhau. Các bạn đã đến rồi. Ấy, hai cửa động. Trời ơi. Anh Vinh vừa đi tắt cái mép đường không? Sợ. Sợ. Cái này là đâu? Gặp nhau trong nắng. Mày mày mày. Em giả vờ vui đi. Xong em chạy đi. Chạy đi sao? Chạy đi. Chạy. Anh đang quay đấy. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Tóc nhỉ? Nhưng cái này nó cùng với cái máu của em. Đi cái đấy mày. Em tiếp mặt. Anh sẽ đưa em vào trong, vào trong nơi xa anh biết. Anh sẽ đưa em vào trong, vào trong những cơ thể này. Anh bước đi qua mùa đông dài không có nắng. Anh bước lên trên giờ, dòng sông mà dòng sông cứ sẽ không ngừng. Mình lên đường để đi tiếp thôi. Anh đang nghĩ về em. Thường anh. Anh làm việc tôi đi ăn nhá. Xin chào. Bất kể 400 thôi nhé. Đó là Nhật Bản, đó là tụi tôi. Này cho hai người mọi người ạ. Đỡ mà trả hết lập sau luôn. Này còn thiếu hai món nha. Anh ấy là người không ăn thôi ạ. Anh thật sai ấy. Đấy quýt. Hả ạ. Bàn chân đâu không có ngon. Năm ngon trên một bàn chân. Một bàn chân bước đi hai lần. Ôi chết, mà tưởng là nhiều đấy thôi. Nhưng các bạn biết không, chỉ với một mình Hồng Ngọc đã ăn
hết tất cả các món ăn đây. Xin chào các bạn nhé, hiện tại thì mình đang giận Hồng Ngọc đi chơi đêm các bạn ơi. Bây giờ tớ sẽ đi uống khăn ạ, em đi mua đi. Thì cứ vứt là cái khát đi. Sụp tay nhá. Tay một sụp tay nhá. Thế nhà em không lấy được cái này ra rồi. Chiếc khăn một tay nó chỉ là xinh. Còn vui không? Có gì mà vui? Cực vui. Hiện tại bây giờ mình đi đâu tiếp với Hồng Ngọc. Xinh không? Xinh không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Không nào em. Bây giờ lúc 5 giờ sáng và chúng tớ lại đi săn mây. Hồng Ngọc hãy gọi chị chủ nhà đi. Giờ chúng tớ sẽ về mật khẩu. Chúng tớ đang đi là đây là Hồng Ngọc, bên kia là đi đâu đi. Trong bài ca anh viết, anh sẽ đưa em vào trong những câu thơ này. Năm đêm, năm lần khóc, bốn lần buồn. Chín năm không nhìn thấy, mấy lần buồn. Trôi đi trong đêm. Theo em nên thương ai, nói xa nói gần, tất nhiên em cần thương em. Có không sau lời anh nói với mình tôi. Gọi cho em với, đang quay á. Ngày thứ hai chúng tôi đã đến với Đà Lạt và cô đánh son một ngày 7 lần. Hai cái này không à, làm sao? Anh chỉ có
tình yêu như vẽ em và anh. Yêu anh không sợ chào. Hiện tại thì tớ đang điên ra. Em về mình không đố em ấy về đâu, đám mây không thường nghĩ nhiều. Nắm tay em là yêu, vuốt tóc em là yêu, đám mây miêu cầu tình. Xem lại đồ ấy. Ta là... Mà tôi đã đi ăn xong rồi, bây giờ tôi sẽ... Và... ba ngày đi chơi của chúng ta đã kết thúc. Giờ chúng ta hãy trở về Sài Gòn thôi, không ngốc. Ok. Hey. Bye bye.